Mà bà em cũng 70 tuổi rồi, cũng nhiều tuổi mà chưa có cháu, nên lúc đấy bị mất bé đầu tiên cảm thấy bản thân rất là vô dụng chị ạ. Thế là cứ nằm yên thì 4 tháng. Chồng là cứ là bông 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 vào bông ra nhà tắm, ngày bao nhiêu lần thế. Nấu ăn thì mẹ cứ sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu đưa lên. Vâng, giặt giũ rồi là... Mẹ chồng lo hết luôn. Chồng lo hết. Cô là nghĩ lúc nào cũng không nghĩ là con dâu đâu. Dạ. Cô cứ nghĩ là con gái của mình cơ. Vâng, dạ. Chăm sóc giống như mẹ. Gia đình này là tuyệt vời. Chị phải nói là em rất là may mắn. Dạ. Khi em có một gia đình chồng như vậy. Dạ. Tất cả mọi thành viên đều rất là tốt. Lần đầu tiên cô gặp bé Huyền đấy ấy, thì thực tình là cô không ưng. Ủa sao vậy? Vì là cháu nó bé quá mà so với là con trai cô. Lúc đó là Huyền bao nhiêu tuổi cô? 25 tuổi. 25 tuổi nhỉ. Mà cô 38-39 cân thôi. Vâng, là bé là bé, bé quá. Người. Vâng, bé người đấy. Vậy là cùng hơi cách trời về địa lý hơi xa nha cô. Cháu là ở huyện Nghệ An mà cô là ở thành phố Vinh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô không thích bé Huyền sắm, mà bé là có sắm một tí đi tay đấy. Cậu sắm con chút ra đâu đi coi chữ gì đây? Family ạ, gia đình ạ. Mà hồi xưa là vì là bé cùng học bên sắm ấy thì bé có thực hành sắm một tí đấy, mà cô thì lại ghét nhất là cái sắm. Thì chồng cô lại bảo là ba là khẩu quá. Cái sắm là cái nghệ thuật rất đẹp. Đúng rồi. Không can gì hết. Hay đấy, quá. Đấy là chồng cô nói thế. Đúng rồi. Vâng. Quen nhau rồi là tình cảm với nhau thì nhân dân là cô tìm hiểu thì cô thấy cháu là rất ngoan và hiền lành, biết thương bố thương mẹ, nuôi thương ngoài. Bề ngoài không nói lên điều gì cả. Xăm con chút dễ thương này mà. Chừng nào cháu nó xăm cái chữ ngay trán này thì mình thấy kỳ thôi. Bề ngoài đúng là không có vấn đề gì hết. Giống như chú Linh nè, một cái áo chú Linh mặc 3 ngày rồi mà chú Linh cũng vẫn bình thường. Có rồi thì chú Linh mặc quay cả tháng nè. Không một bộ thôi. Quan trọng không phải là quần áo, không phải là bề ngoài. Quan trọng là tâm hồn mình xăm thế nào. Em làm công tác viên bán hàng cho chồng. Đi sáng bán hàng cho chồng, lấy hàng đi gặp mẹ. Lúc đấy mẹ nói chung là thấy mới đau thì hơi sợ. Dạ, hơi rút. Mẹ gọi điện trực tiếp luôn cơ. Gọi luôn hả? Mẹ dạ. Gọi cho bé này luôn, bé Huyền này luôn. Gọi nói sao cô? Mẹ bảo là mẹ chỉ chấp nhận cho cháu với con trai mẹ là bạn bè thôi, còn đi quá xa là mẹ không bao giờ đồng ý. Mẹ gọi thẳng luôn đấy. Như trong phim nha. Hơi sợ với cả là cũng buồn một chút. Dạ. Thì lúc đó Huyền nói sao cô? Nghe bảo khi ấy là hai đứa đang ngồi với nhau khóc. Lúc đấy hai vợ chồng đã hai đứa đang đi ăn xe bỏ về luôn. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Khóc. Dạ tủi thân. Sáng vợ chồng bảo là tối không có gì hết, để về anh nói chuyện với mẹ đi, tiếp xúc một thời gian mẹ sẽ thay đổi thôi. Lúc đó có nghĩ là mình sẽ xóa cái hình xăm không? Dạ không. Rồi bao lâu cô đổi suy nghĩ đó? Chúng ta cùng mấy tháng? Hơn tháng, hai tháng chứ thôi. Rồi, hồi nhanh. Tại vì lúc đầu thì thế xong ông xã nhà cô cũng bảo thế. Ông bảo là như hôm nào ông mà có cháu ông cho sắm. Đấy, không can gì hết, sắm là cái đẹp mà. Cô là cũng có hai anh con trai thôi. Không có con gái mà bé đấy là về nhà cô là cái tình cảm lắm. Nhất là chồng cô là rất thương đấy. Về là có thể là khi nào cũng giục tay phá sửa về bột nghệ cho uống cho lên cân. Về tháng đầu tiên lên được 3-4 cân đấy. Trời ơi, cô ơi, con gái người ta sao lên cân. Ngày nào là cũng cứ làm gì ổt là cô cứ phá cho hai cốc nước cam uống. Con trai cô nó bảo mẹ thương con dâu hơn con. Thế thì mày béo rồi. Thôi để tao phá cho con dâu tao uống khỏe. Nhưng con dâu có nấu cơm nấu nước thì phục vụ mẹ chồng, cha chồng tốt. Vâng, việc thì hầu như là mẹ làm. Mẹ làm hết, mẹ làm nấu cơm cho chúng nó ăn với nhân viên ăn. Thì vì chúng nó cũng mắc việc lắm. Ủa vậy ai làm dâu ai? Dạ. Có bao giờ con nấu cơm một buổi cơm hoàn chỉnh hết để mời bố mẹ chồng ăn chưa? Dạ, thực tế thì sau khi ở riêng thì có nấu một vài bữa lẩu thôi. Chứ bảo là nấu cơm gia đình thì chưa. Còn cái lúc mà ở chung nhà với ba mẹ thì là chưa, thật là cơm nước hàng ngày là ba với mẹ nấu hết. Hai vợ chồng là sáng đi làm, sáng dậy dọn dẹp qua nhà cửa một tí thôi. Xong rồi đi làm. Tối về mẹ nấu cơm cho ăn, xong rồi lên nhà ngủ. Thấy chưa, làm dâu bây giờ nó sướng ghê chưa? Cô ơi, cháu không phải làm dâu.
cô có hai người con trai hả cô? Vâng. Cô hai người con trai còn lại là có vợ chưa cô? À, và người con trai còn lại là Ánh ấy. À, Ánh cũng có vợ rồi. Thôi vậy thôi, mình kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Trời ơi, làm dâu kiểu này sướng quá, con cũng muốn làm nữa nè. Lúc đấy là hai vợ chồng em là lấy nhau được hơn gần 2 năm. Là người bị xảy một bé. Dạ, lúc đấy là hai vợ chồng cũng khó ấy chị. Nên là đi mãi mới có thứ nhân có thường nhiên. Nhưng mà em không nghĩ là có, nên là em cứ làm việc ấy. Cuối cùng nó bị sẩy, lúc đấy chắc phải chưa bao tổ, chưa hình thành ấy. Tức là sẩy rồi thì em mới biết là có. Dạ hả? Dạ. Thì lúc đấy mẹ cũng, em thấy mẹ cũng khóc. Vì mẹ và ba cũng mong vào cháu ấy. Lúc đấy em rất thương ba mẹ. Một thời gian lúc đấy mẹ thấy em ngồi khóc thì mẹ cũng khóc, xong rồi mẹ nói là thôi con cái ra chơi chó, có lúc nào thì mừng lúc đấy, bây giờ mà có thì kiểu như sau này cũng có thôi, hai đứa cứ thoải mái tính đơn lên. Mà đó là đứa cháu đầu tiên. Dạ. Thì sau khoảng 6 tháng thì em có lại bé Sáu này, và bây giờ được 10 tháng rồi ạ. Lúc mà có bé thứ hai chắc là mẹ vui lắm hả? Dạ. Lúc có bé thứ hai thì tại vì bé đầu cũng hơi khó mà bị sẩy, nên là bé thứ hai cũng có là 4 tháng đầu là phải nằm im một chỗ, trong cứ bông bế đi lại vệ sinh các thứ. Còn mẹ thì cơm nước rồi quần áo giặt giũ các thứ là mẹ làm hết. Vậy thì em rất là xúc động, có lẽ là do em rất là thương mẹ vì tất cả những gì mà mẹ làm cho em. Dạ. Hai vợ chồng em mấy cái lúc đấy là mới làm mở ốt kinh doanh thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà cả là hai vợ chồng cùng làm thì nó cũng đỡ một thời gian, thì cũng ổn định kinh tế hơn. Mà cứ vào guồng công việc rồi cứ lo làm thôi. Nói chung là việc gia đình thì em không như là không phải đồng tay đồng chân một cái gì hết. Ba mẹ thì cũng tâm lý cơm nước hàng ngày dọn dẹp là em không phải làm một cái gì. Ở nhà bà cũng về hưu rồi, nên là bà cứ nấu cơm rồi đợi con về ăn. Mà bà em cũng 70 tuổi rồi, cũng nhiều tuổi mà chưa có cháu, nên lúc đấy bị mất bé đầu tiên cảm thấy bản thân rất là vô dụng chị ạ. Rất là thương bà. 3 năm làm dâu. Dạ. Em có thấy là em thiếu sót cái điều gì với gia đình chồng? Dạ. Thiếu sót duy nhất đó là chưa bảo hiểu được ba mẹ nhiều. Ba mẹ coi em như con gái ấy. Chưa bảo em gọi là hai vợ chồng cứ lo làm kiếm tiền thôi, nhiều khi cũng không tâm lý được như người khác là chăm sóc ba mẹ, nấu cơm cho ba mẹ các thứ. Nhiều khi em buồn xuống nấu, nhưng mà ba đã nấu xong rồi, ba nấu xong rồi ba em xuống thì ba bảo con lên đi, không phải nấu gì cả. Đấy là việc thiếu sót nhất của em đấy, chưa bảo hiểu được ba mẹ. Em có mong muốn được làm điều đó? Dạ. Em mong là em có kế hoạch không? Dạ có, ai vợ chồng em có kế hoạch là tầm 1-2 năm nữa khi mà kinh tế ổn định hơn, cháu bé nhà em nó lớn hơn một chút thì sẽ đón ba mẹ về ở cùng. Dạ, vì hiện tại là bây giờ ba mẹ đang ở riêng. Chị hy vọng là cái điều mong muốn đó của em nó sẽ sớm thành hiện. Trong những cái lúc mà lần đầu tiên cháu nó bị suy thai một lần đấy, thì nói chung là cô cũng rất mong đến khi có bị xảy thì cũng rất sốc. Và rồi thôi thì chuyên môn là đồng viên cháu thôi. Thôi không có lần này thì lần sau. Nhưng mà đến cái đợt mà sau bao nhiêu tháng có tiếp thì lại các bác sĩ thì không bảo nằm một chỗ. Nhưng mà từ kiểu bố mẹ về là hai vợ chồng chúng nó là nghĩ thôi bây giờ phải giữ. Thế là cứ nằm yên thì 4 tháng. Chồng là cứ là bông vào bông ra nhà tắm ngày bao nhiêu lần thế. Nấu ăn thì mẹ cứ sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu đưa lên. Vâng, giặt giũ rồi là mẹ chồng lo hết luôn. Chồng lo hết. Đến khi nào mà nghe được tim thai thì mới đứng dậy. Mới đứng dậy đi. Cô là nghĩ lúc nào cũng không nghĩ là con dâu đâu. Dạ. Cô nghĩ là con gái của mình cơ. Và dạ, chăm sóc giống như em bé. Cô cảm thấy là giống em bé. Đấy, cũng nhỏ nhỏ rồi xinh xinh này, nhỏ nhỏ cô cứ chăm bẩm thế. Những lúc nào mà cô bực mình con dâu đó thì cô tìm cách nói thẳng
hay là cô sẽ nói chuyện qua con trai của mình? Cô mà việc gì không thích cô nói ngay luôn, cô nói về luôn. Không, cái này là con nên làm thế này thế kia. Thì cô cũng không. Còn con trai mà sai cái gì thì vợ nó mách thì cô đánh. Đánh con trai luôn. Đấy, vẫn còn mấy cái. Hèn chi đúng rồi đó. Mẹ chồng đâu có gì đâu mà phải nói vòng qua con trai. Hình xăm mà còn gọi điện thẳng nói chuyện luôn mà, đúng không? Thật ra hai con người rất là thương nhau. Có những bà mẹ chồng á là muốn nói gì con dâu là phải nói qua con trai. Đúng rồi. Còn cô dâu á muốn nói gì với mẹ chồng á phải thông qua chồng của mình. Trời ơi, đi lòng vòng nó mệt rồi, cuối cùng gọi là tam sao thất bản đó. Mà con thấy á, gia đình này á nó có những cái điều này rất là hay nè. Tất cả những thành viên trong gia đình đều rất là tử tế với nhau. Từ bố chồng lại rất là thoải mái trong cái vấn đề là ngoại hình của con dâu, hình xăm hay như thế nào đó, bố chồng lại rất là suy nghĩ rất là thoáng và khuyên mẹ chồng để mà mẹ chồng có thể chấp nhận. Còn riêng về anh con trai á, thì lại rất là một cách rất là tử tế để có thể cân bằng được giữa một bên vợ và một bên là gia đình của mình, để cho cả hai bên nó không có vấn đề gì mà cứ phải nói riêng với mình. Và đó là cái cách cư xử của anh chồng nữa đó chứ. Đúng chứ rồi. Không phải ở đây mình phải ghi nhận là về cái cách cư xử của anh chồng nữa. Chính xác là như vậy. Ở trong gia đình á, ngày xưa đó, người chồng á không có gọi là làm cái cầu nối giữa hai người được. Dạ. Thậm chí người chồng con hay sợ mẹ. Rồi một là sợ mẹ, hai sợ vợ. Thành ra không có làm, không có dám làm chiếc cầu nối. Còn bây giờ nếu mà hai người đàn ông này phù hợp nữa thì tuyệt vời luôn. Gia đình này là tuyệt vời. Chị phải nói là em rất là may mắn khi em có một gia đình chồng như vậy. Tất cả mọi thành viên đều rất là tốt. Rất là tốt với nhau. Dạ. Rồi những lúc mà con đi làm việc như vậy thì mẹ chồng có giữ con giùm hay là chăm sóc con này kia gì không? Hiện tại thì bây giờ cháu đang ở nhà và sữa bé. Thì mẹ thì đi chờ nấu hướng đồ ăn để mang lên cho hai mẹ con thôi. Cô có bao giờ chia sẻ với con dâu là cách nuôi con thế nào, chăm sóc con thế nào không? Dạo này cả bé này thì nó cũng hấn minh hồi xưa nhiều. Theo cách của chúng nó, cứ để cho chúng nó thoải mái. Cô hay quá luôn á. Cô hay lắm luôn. Thiệt á. Vậy là ba mẹ em là cũng rất an tâm khi mà gả em qua đây. Dạ. Hai bà xui có hay gặp nhau không? Gặp thường xuyên ạ. Như hai người bạn luôn đúng không? Nói chuyện thoải mái lắm. Và hai ba suối cứ gọi điện phải thám với nhau cả ngày. Trời ơi. Nhiều khi còn nhiều hơn em nữa. Mà nhiều khi đây bé này nhiều khi cứ nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn là mẹ đẻ mình đấy. Suốt ngày là cứ mẹ đấy. Tại vì hai người rất là thân nhau mà. Thì con có quay TikTok chung với mẹ con không? Dạ có ạ. Quay với mẹ cũng rất nhiều video đấy. Con chỉ đạo mẹ con hay là mẹ con chỉ đạo con? Không, chồng chỉ đạo hai mẹ con quay. Nhưng mà mẹ con quay giỏi lắm. Quay một hai lần là được liền. Con quay, con thì quay khoảng chục lần mới được một cái. Còn mẹ con quay một hai cái là được liền. Đây, thật ra hôm nay thì câu chuyện này nó cũng không có gì để cái khúc mắc gì giữa hai mẹ chồng và dâu hết. Không phải giải tỏa hết. Đúng không rồi, cần nó chỉ có một chút xíu ở lúc đầu á là mẹ chồng không hiểu về hình xăm thôi. Còn câu chuyện ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Của Linh nghĩ rằng là cái mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu của chúng ta đó, làm sao có thể kết thân từ cái cặp đôi mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay như những người bạn vậy ha. Hôm nay thì mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì hay là muốn con dâu hướng tới điều gì hay không? Mẹ muốn nhắc con là chạy giờ con phải là dậy sớm để ăn sáng đúng giờ thôi. Tại vì hai cháu nó dậy thì cùng kinh doanh đấy, thì nhiều khi nó ngủ với con nhỏ thì nó dậy muộn, ăn sáng mà 9-10 giờ thì nhiều khi không ăn sáng luôn. Mà mẹ cứ bảo là ăn sáng là phải đúng giờ thì mới có sửa cho con bù chẳng hạn đấy. Cho nên mẹ chỉ mong muốn là con thay đổi cái giờ giấc ăn cho đúng giờ thôi. Giật mình tưởng đâu mẹ chồng muốn đề nghị con phải dậy sớm hơn nữa, dậy sáng để nấu nhà, lau nhà, này kia, còn tưởng gì dậy sớm để ăn sáng. Trời ơi, thích chung ghê. Mình thấy em hạnh phúc hình hiện. Dạ. Con thì chỉ mong là mẹ bớt làm lại để thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ cứ thích cái gì là cứ mua, không phải tiếc tiền nữa. Tất cả là vợ chồng con làm, chăm sóc ba mẹ. Thôi mẹ cảm ơn vợ chồng con đã quan tâm tới ba mẹ. Con chỉ mong là ba mẹ cứ thích ăn chi thì cứ ăn, thích đi đâu thì cứ đi, để ba mẹ sống lâu với bọn con. Xúc động quá.
con dâu nói mà rưng rưng nước mắt vậy đó. Thương mẹ lắm. Xưa giờ tôi chỉ nghe là con chỉ tiếc là chưa báo hiếu cha mẹ ruột thôi. Đây là câu chuyện mà tôi mới nghe là con dâu mong muốn báo hiếu cho cha mẹ chồng nhiều hơn nữa. Bây giờ thì sẽ có một người xuất hiện ngay bây giờ luôn. Con mời đi Ngọc Lan. Đón một người nào đó. Giống như là ông Bục vậy đó. Dạ xin mời một nhân tố bí ẩn ạ. Chào chị. Dạ chào em. Dạ. Dạ xin hỏi em là ai? Dạ em là Mai Thủy. Con của mẹ Huyên ta. Con của Huyên luôn. Dạ mời em. Dạ mời em hả? Chào anh trai. Chào Quyên Linh á. Trời. Dạ nãy nhà em tự có món quà đặc sản kẹo cu đớ. Trời ơi mới nhắc này. Dạ. Rồi cảm ơn. Ủa tặng có con nữa. Mình chú. Không có hai hộp rồi của con hả? Không tặng mình chú. Không chú đừng có vậy kỳ lắm. Chú đừng có trên sánh kỳ hình chú đừng nghe. Con không biết ăn kẹo cu đơ đâu. Con thích cu đơ. Thích cu đơ đúng không? Thích cu đơ. Cảm ơn gia đình. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nha. Bây giờ thì chương trình đã nghe câu chuyện của gia đình con. Dạ. Nó rất là tuyệt vời con ạ. Đó cũng là một phần công sức của con góp vào đó đó. Đặc biệt chú Quỳnh Linh gửi lời cảm ơn ba của con. Dạ. Nếu mà có ba ở đây nè, hay lắm ha. Trọn vẹn. Đấy. Hôm nay con muốn nói gì với mẹ của con, vợ của con không? Thực tế mà nói đi, mẹ của con với vợ của con thì nhiều khi con nghĩ con nó còn rể. Thành ra cũng thiệt nói như thế nào. Tổ thân. Dạ. Có phá nó cả buồn thì phá cho con giấu. Trong này buồn uống thì từ mà phá. Vậy thì thành ra cũng như chỉ mong đó. Tình cảm mẹ với vợ luôn như vậy. Với hai vợ chồng cố gắng làm ăn thì đêm bùi công lao của bố mẹ thôi. Với vợ thì anh yêu em. Bye bye. Với vợ như chỉ mong vợ luôn như vậy thôi. Tại vì vợ cũng thương con nhiều lắm. Dạ, yeah. Chúng hai vợ chồng kiểu cùng phần đầu tư bàn tay trắng. Đến bây giờ thì cùng trải qua khá nhiều thứ thôi nên cũng khá hiểu nhau. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện hoang mỹ của một gia đình, đặc biệt là giữa mẹ chồng nàng dâu. Chúng ta luôn luôn muốn điều này xuất hiện trong tất cả mọi gia đình Việt Nam. Và cầu chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi bình yên như thế, mãi mãi hạnh phúc như thế. Nha. Lấy đến trên tên đi con có bỏ khóa. Mọi người tặng mẹ và vợ. Chúc mẹ và vợ luôn luôn xinh đẹp và mẹ hạnh phúc. Cảm ơn chào. Con trai.